Dạ tạm biệt cô chú. Và bây giờ chúng ta tiếp tục. Dạ. Mai có lấy nôm? Dạ lấy. Câu sao về đẹp không? Nghe rồi. Anh cầm giùm em đi anh, để em cho coi. Cá này cá bóng sao giống cá thòi lòi quá ha. Ừ. Giống nhưng mà màu nó đẹp hơn. Dạ. À, con xin phóng sanh hết số tôm, cá, cây. Tôm tích đủ thứ hết. Những cái loài sinh vật này cho những ai đang ủng hộ con giải cứu thiên nhiên và động vật trong khu rừng nước này, hồi hướng công đức này cho Hương Linh Hoàng Thị Oanh, Hương Linh Khổng Tường Phát, Hương Linh của anh Dũng. Dạ mong chị Hoàng Thị Anh và anh Khổng Tường Phát sớm được giảng sanh đến thế giới cực lạc. Mong cho anh Dũng sớm được lên thiên đàng. Dạ. Dạ rồi, xin phóng sanh hết đi ạ. À. Dạ, phóng sanh hồi hướng cho gia đình của Bồ Tát Trang Nguyễn. Hồi hướng cho gia đình của anh Tịnh Ý. Hồi hướng cho gia đình của anh Trường Thành. Hồi hướng cho gia đình của Bồ Tát Thánh Chân. Hồi hướng cho nghệ sĩ Phi Nhung mau tai qua nạn khỏi. Cầu nguyện cho tất cả mọi người xem video này sớm được an lạc bình yên, có bệnh thì tai qua nạn khỏi. Cầu cho quốc thái dân an. Dạ, con phóng sanh. Hồi hướng cho gia đình của cô Lê Thị Thể. Dạ, gia đình của cô Lâm Trúc Phương. Dạ, công đức này rất là to lớn. Trời, con nào nó mới cắn em hai cái vậy? Tôm tích. Con tích, tôm tích nó có hai cái càng đó. Ủa, hai cái càng nó chích vô là đổ máu ra vậy hả? Ừ. Wow, biết như vậy đổ luôn. Tại con làm vậy nó sợ quá quý vị, nó phục con luôn. Đó, nó chạy lên vậy. Ây da, gieo duyên với bạn tôm tích. Đó. Sao bạn chích mình dữ vậy? Bây giờ bạn mình mò trúng cái đầu đó. Ây da, mình mò trúng cái đầu bạn chích mình. Bây giờ mình thả bạn đàng hoàng nha. Đó, về tự nhiên nha. Thả cho chú Dũng té. Dạ, đừng chích mình nữa nha bạn. Trời ơi, để lại cái kỷ niệm dấu ấn nữa. Dạ rồi, xin phóng sanh hồi hướng công đức tất cả việc làm này cho những vị hương linh, cho những gia đình Phật tử ủng hộ Tiôn giải cứu thiên nhiên động vật đúng cách trong khu rừng nước này. Dạ, công đức vô cùng lớn này xin dành tặng cho tất cả. Tiôn thì phóng sanh mỗi ngày. Đó, công đức này siêu to khổng lồ, cũng không biết san sẻ cùng ai. Thôi, hồi hướng hết cho tất cả quý vị. Dạ, cảm ơn tất cả. Dạ đây, giữ lại con cá bóng này nhìn đẹp quá, cho mọi người coi. Cái nhan sắc của nó đẹp mỹ miều như vậy mà tại sao lại ăn thịt nó nhờ? Đây là cá bóng hay cái gì anh? Cá bóng sao đó. Dạ, cá bóng sao thưa quý vị, cô bác, anh chị. Đó, mình có nên giải cứu con này không ạ? Tại cái người đó, mấy cái đó nó giống sao. Dạ, rất nên giải cứu nha. Vì nó quá đẹp thưa quý vị, cô bác, anh chị. Cảm ơn nha quý vị, cô bác, anh chị rất nhiều. Dạ, con xin phóng sanh hết. Rồi, em cảm ơn anh rất là nhiều. Ủa, hết chảy máu rồi. Ừ, hai lỗ xíu à. Dạ, giống như mũi cắn vậy ha. Ok. Ây da. Dạ rồi, hôm nay con phóng sanh vậy là xong. Hồi hướng cho các gia đình, những vị Phật tử, những vị con chiên ngoan đạo.
đó. Mọi người thấy luôn có ghe tàu chạy qua lại trên sông này để đi đánh bắt. Thì những cái con vật này thật sự bắt nó lại rất là khó. Anh này ảnh là người chứng kiến, đúng không anh? Bắt nó lại dễ hay khó? Bắt nó lại cũng khó lắm. Bây giờ thả số nó đi tùm lum hết rồi, bây giờ nó vùi xuống đất là làm sao mà bắt. Dạ đúng. Với lại nó nhìn cái lưới nó cũng khôn, nó biết né, đúng không anh? Giống như bây giờ em thả là bây giờ này là ít ấy. Dạ. Ghe yeah, rồi nó xuống là nó vùi xuống đất à. Dạ. Nó chảy hồi là nó đi tùm lum hết chứ nó dạ. Không có ở đâu. Dạ. Còn con Sam này cho em phóng xanh luôn nha. Phóng xanh luôn đi. Rồi. Công đức ngày hôm nay là làm xong hết luôn. Rồi ngày mai. Ngày mai nữa. Ngày mai đi nữa không đi. Đó nó hả miệng nha nói. Ơi.